Có bao giờ bạn để ý những con tàu chuyên chở hàng hóa vào các cảng, dù lớn hay nhỏ, thường được sơn màu đỏ ở phần thân tàu chìm dưới nước? Để biết được lý do tại sao lại cần sơn màu đỏ, chúng ta hãy cùng đi về quá khứ một chút để có thêm thông tin. Thời xưa, người ta thường dùng thuyền buồm bằng gỗ để di chuyển khắp thế giới. Do bề mặt gỗ thường xù xì, cộng với tốc độ di chuyển của tàu cũng khá chậm, nên phần thân tàu chìm dưới nước sẽ trở thành một nơi lý tưởng cho các loài động thực vật biển sinh sống và phát triển. Những loài này gồm có giun biển, con hà, rong biển và những thứ tương tự. Tất cả chúng đều có những tác động tiêu cực tới con tàu. Chẳng hạn như giun biển có thể đục lỗ trên thân tàu, làm cho bề mặt của thân tàu bị hư hại nghiêm trọng. Giun biển và các loài rong biển phát triển khá nhanh. Sau một thời gian dài, chúng sẽ làm tăng trọng lượng đáng kể cho con tàu mà chúng bám vào. Điều này sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của con tàu, cũng như làm tăng chi phí nhân công và nhiên liệu cho mỗi chuyến hàng. Câu hỏi được đặt ra lúc bấy giờ là làm thế nào để có thể ngăn được các loài động thực vật biển sinh sống và phát triển trên thân tàu? Giải pháp đầu tiên cho vấn đề này là dùng những tấm kim loại bằng đồng, đặt lên trên bề mặt của thân tàu. Giải pháp này đã làm giảm đáng kể số lượng giun biển đục lỗ trên thân tàu và cũng giảm các loại rong biển bám vào thân tàu. Nhưng nó vẫn chưa phải là một giải pháp hay vì nó vẫn không thể loại bỏ được hoàn toàn các loài động thực vật dưới biển sinh sống trên thân tàu. Hơn nữa, việc gắn thêm những tấm kim loại bằng đồng cũng làm cho trọng lượng của tàu tăng đáng kể. Điều này sẽ làm tăng thêm chi phí về nhiên liệu cho các chuyến đi xa. Do đó, một giải pháp mới, hiện đại hơn đã được thay thế cho kỹ thuật cũ, đó là dùng một loại sơn đặc biệt. Loại sơn này cũng có chứa kim loại đồng để làm chất diệt khuẩn và chống các loài động thực vật biển bám vào thân tàu. Nhưng giờ thì nó có độ phủ bề mặt tốt hơn và không làm trọng lượng của tàu tăng thêm nhiều. Ở Việt Nam, người ta hay gọi loại sơn này là sơn chống hà. Màu đỏ của sơn chính là màu đỏ tự nhiên của oxit đồng. Sơn chống hà được thiết kế để sao cho nó tan dần theo dòng nước khi tàu chạy. Khi con tàu di chuyển về phía trước trong nước biển, lớp sơn chống hà sẽ bị xói mòn với tốc độ rất chậm. Việc xói mòn từ từ này sẽ liên tục làm lộ ra lớp chất diệt khuẩn mới trên bề mặt của sơn, hoạt động tương tự như chất độc để chống lại sự phát triển của động thực vật biển và cũng không cho chúng bám vào bề mặt của thân tàu. Thông thường, người ta sẽ chia loại sơn chống hà thành hai loại là sơn cứng và sơn mềm. Tùy thuộc vào tốc độ di chuyển của con tàu mà phải chọn độ cứng của sơn phù hợp. Điều này rất quan trọng để bảo đảm tốc độ hòa tan của sơn trong nước biển, diễn ra không quá nhanh hoặc quá chậm. Ví dụ, nếu con tàu thường xuyên di chuyển với tốc độ chậm thì nên chọn loại sơn mềm. Còn đối với con tàu thường xuyên chạy với tốc độ cao thì phải chọn loại sơn cứng hơn. Tỷ lệ giữa độ cứng của sơn và tốc độ di chuyển của con tàu sẽ quyết định được hiệu quả của việc chống lại các động thực vật biển bám và sinh sống trên thân tàu. Ngày nay, với công nghệ hiện đại, bạn có thể chọn được bất kỳ màu sơn nào mà bạn mong muốn. Nhưng đa số các hãng tàu vẫn dùng loại sơn chống hà có màu đỏ để sơn phần thân chìm dưới nước của con tàu. Xin cảm ơn vì đã xem đoạn phim này. Nếu bạn thấy đoạn phim này hữu ích thì hãy nhấn like và nhấn đăng ký để khuyến khích chúng tôi tạo thêm nhiều phim khác nhằm mục đích chia sẻ kiến thức.